Trước đây là tôi là xơ gan độ 3 và sau khi dùng giải độc gan thì tôi đi khám và xuống còn F2 và tôi cũng hy vọng là đợt tới này tôi đi khám lần nữa sẽ trở về F1 và sẽ khỏi bệnh. Tôi là Dương Tự Thăng, 39 tuổi, ở Giang Tân, Thái Sơn, Hiệp Hòa, Bắc Giang. Tôi đi khám biết được mình bị viêm gan B. Với tôi là rất là suy sụp, nó đảo lộn hết cuộc sống của tôi, từ mọi thứ sinh hoạt đến tâm lý, rồi thì sức khỏe, mệt mỏi, sút cân và ăn uống không ngon. Lúc đấy là tôi đi khám là bác sĩ là kết luận tôi là bị viêm gan B thể ngủ. Bác sĩ cũng chỉ khuyên là về nhà mà ăn uống điều độ, nghỉ ngơi điều độ thôi chứ không có dùng thuốc, dùng riêng gì. Xong năm 2018 thì tôi thấy khó chịu, ăn uống khó tiêu và đau tức hạ sườn phải, người gầy, mệt mỏi, vàng da và vàng mắt nữa. Vừa tôi đi thăm khám lại thì là viêm gan của mình đã tiến triển sang thể hoạt động và đang chuyển sang giai đoạn sơ gan. Tải lượng virus là 3 × 10^3 và sơ gan độ 3. Mọi thứ đổ sập xuống bởi vì là mình là lao động chính của nhà. Đang mình phải gánh vác tất cả mọi thứ trọng trách của một người trụ cột trong gia đình. Mà mình bị bệnh thế thì không ai lo cho gia đình mình. Mình có lên mạng và mình có tìm hiểu để mình điều trị cho nó nhanh khỏi. Ban đầu là mình tìm kiếm rất nhiều sản phẩm khác nhau và mình cũng thử qua và cũng thấy không có hiệu quả. Tôi biết về cái thuốc gan tại Ninh là từ năm 2020 và dùng cũng thấy rất hiệu quả. Ngày 3 lần, mỗi lần 3 viên, uống trước hoặc là sau ăn. Nếu mà uống trước ăn là 1 tiếng và sau ăn là cũng 1 tiếng. Tôi dùng được một thời gian này tôi có thói quen là tôi đi khám lại và tôi thấy là dùng thuốc của Tự Ninh kết hợp với thuốc bệnh viện là tôi khám lại thì mọi thứ nó quay về cái ngưỡng an toàn hết và tôi rất tin tưởng. Trước khi mà chưa dùng thuốc thì tôi là ăn uống là đầy bụng, men gan cao, nhưng mà khi dùng thuốc giải độc gan Tự Ninh thì tôi là ăn uống không còn chướng bụng nữa. Men gan quay về mức an toàn hết. Sau khi cải thiện được sức khỏe thì cuộc sống của tôi là trở lại hoàn toàn bình thường, như một người khỏe mạnh bình thường. Gan Tuệ Ninh giúp tôi chiến thắng viêm gan virus và xơ gan.